báo bà con là hôm nay là tổng đại sứ quán như là vừa rồi đã giới thiệu là chúng tôi có khoảng độ 15-16 anh em, gồm đại diện của tổng đại sứ quán, có đại diện của Việt Nam Airlines, đại diện của đài truyền hình Việt Nam VTV tại sau là tại khu vực Tân Quan Nha. Chúng tôi rất là cảm động là vì là thấy các bạn có thể rất đông, ngoài bà con người Việt chúng tôi rất là nhiều bà con nghề hoa, người Việt quốc hoa, rồi là có cả nghề quốc tế, rồi có cả đại diện của các nước đang công tác của các tỉnh. Thì cho phép tôi thay mặt anh em tổng đại sứ quán xin chân thành cảm ơn tất cả bà con. Kính thưa bà con, bây giờ chúng ta nhìn lại năm vừa qua đấy, rồi đến năm ngoái chúng ta mới làm nhau ở đây. Bây giờ qua một năm rồi, gặp lại chúng ta thấy tình hình ở các nước, tình hình Việt Nam rất là tốt đẹp. Năm ngoái thì báo cáo bà con của chúng ta cũng có rất nhiều khó khăn, nhất là thiên tai. Bà con theo dõi ở các chương trình truyền hình, rồi là các hãng thông tấn thì đưa rất là nhiều tin về cái nạn lũ lụt ở miền Trung. Có thể nói là trong nhiều năm nay, trong rất là nhiều năm vừa qua có một cái thiên tai rất là khủng khiếp, cực kỳ là 100 mạng người và gây thiệt hại 1.000 tỷ đồng hiện nay. Rồi chúng ta cũng có rất là nhiều khó khăn khác về cái tác động của biến đổi khí hậu. Nhưng mà có thể nói là trong năm vừa qua thì nền kinh tế vẫn tương đối tốt, tình hình chính trị xã hội ổn định. Cái các bạn theo dõi thấy là năm ngoái là một cái năm công nước tiến hành cái công tác rất là quyết liệt và cũng đạt kết quả rất là tốt, rất là có hiệu quả. Kinh tế thì có thể nói là năm vừa rồi là một trong những năm của chúng ta thành công nhất kể từ năm 2008 đến nay, thì chúng ta thành công nhất, tức là 13 chỉ tiêu mà chính quốc hội đề ra với chính phủ thực hiện thì chúng ta đều hoàn thành một cái bước nào. Tức là vượt hơn mức quy định của cái yêu cầu của quốc hội để là chính phủ 6,5%, thì là chúng ta đã thực hiện là được 6,81%. Cái thứ hai là lạm phát là chúng ta cũng chế được, cũng chỉ khoảng 5% thôi. Có thể nói là tình hình tương đối là tốt, và nó quan trọng nhất là nó áp đảo cho những cái năm tiếp theo. Chúng ta có cái không khí mới, đà mới là thực hiện cái cuộc tấn công tốt hơn cùng với cái nhìn của nước như thế, thì có thể nói là quan hệ đối ngoại chúng ta trong năm vừa qua là rất là tốt. Đại sứ Việt Nam tại San Francisco đã có đôi lời chúc tết bà con. Kính thưa bà con, hôm nay vui dự liên hoan và bạn bè quốc tế Trung Quốc và Việt Nam, trong đó có cả 100 Hoa Kỳ là năm đầu tiên được cái chức đã dành thời gian để chính thức chúng ta và ra được một cái bản tuyên bố chung rất là tốt, ký được nhiều cái thỏa thuận về hợp tác kinh tế lên tổng hơn 10 tỷ đô la. Rồi Trung Quốc là tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc Tô Văn Lao cũng đã thăm chính thức Việt Nam. Có thể nói là quan hệ của chúng ta với các nước lớn trong năm qua đều phát triển rất là thuận lợi, rất là tốt đẹp. Hoa Kỳ chúng ta thấy rồi, và trong năm qua thì một cứu của Việt Nam cũng ở đây, rồi là bộ trưởng quốc phòng Việt Nam sẽ tăng, rồi bộ trưởng quốc phòng Mỹ vương đây là quan trọng. Mỹ sẽ mở cầu tham mưu trong chuyện này, là đây là một điều rất là quan trọng trong quan hệ về quốc phòng an ninh dài nữa. Quan hệ của chúng ta với Trung Quốc phát triển rất là tốt đẹp. Có thể nói Trung Quốc vẫn là một thị trường lớn nhất của Việt Nam và cũng là mặt hàng lớn nhất của chúng ta, trên 70 tỷ đô la thị trường, rất là tốt. Và quan hệ chúng ta cũng với Trung Quốc, với Hoa Kỳ rất là tốt, và quan hệ với các nước như Nga, rồi với ASEAN đều là phát triển rất là tốt đẹp. Và tình hình xung quanh của chúng ta dù có phức tạp nhưng mà có thể nói môi trường hòa bình chúng ta vẫn duy trì được. Biển Đông nhìn chung là một vấn đề gì mới xảy ra, chúng ta có cái môi trường hòa bình
đẹp, và bà con của chúng ta ở đây cũng rất là vui mừng thấy bà con chúng ta đang phát đạt cả, rồi là đang ổn định cuộc sống cải thiện, rất là vui và chúc mừng chúng ta cùng nhau chúc mừng những thành tựu của nước của quan hệ của Việt Nam Hoa Kỳ cũng như của cộng đồng bà con của chúng ta về việc cùng hòa phát triển hai. Nhân dịp năm mới sắp đến thì một lần nữa tôi xin thay mặt các anh chị em tất cả các bạn kính chúc bà con các bác